Hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiều điểm bưu điện văn hóa xã phát huy hiệu quả kém, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Bưu điện văn hóa xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên thường xuyên đóng cửa. Bên trong chỉ có mấy chiếc bàn ghế đã cũ, ngoài ra không còn tài sản nào vốn trang bị cho điểm bưu điện văn hóa. Theo người dân ở đây, mỗi tháng ở đây chỉ mở cửa một vài lần để chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội. Còn tại bưu điện xã Hoàng Hanh, Quảng Châu cũng lâm vào tình trạng tương tự. Thậm chí còn để người dân chứa chất hàng hóa. Toàn tỉnh hiện có 109 điểm bưu điện văn hóa xã đang hoạt động trên tổng số 115 điểm bưu điện văn hóa xã. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, thì người dân ít mặn mà hơn với các điểm bưu điện văn hóa xã. Hệ thống bưu điện văn hóa xã gặp nhiều khó khăn do nhu cầu dịch vụ ít. Bên cạnh đó, phần lớn bưu điện văn hóa xã được xây từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng các hạng mục. Việc đầu tư để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị rất khó khăn vì kinh phí hạn hẹp.